Tú Nhà xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của đài truyền hình IBC đang đến với chương trình tin tức tổng hợp vào lúc 6 giờ chiều thứ hai đầu tuần, cũng là ngày lễ Memorial Day. Đài IBC đang được phát hình trên các băng tần quen thuộc 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Quý khán giả cũng đừng quên đón xem trên ibctv.us hoặc quý vị xem trên IBCTV Official trên trang YouTube của đài. Cũng như thường lệ, trước khi Tú Nhà trình bày đến quý khán giả những bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin sau đây. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình COVID-19. Nga tuyên bố sử dụng hỏa tiễn chính xác cao, phá hủy kho vũ khí lớn của Ukraine. Tình hình Lugansk vô cùng trầm trọng, Ukraine hối thúc phương Tây hỗ trợ vũ khí tầm xa. Máy bay mất tích ở Nepal, đoàn cứu nạn phải quay lại vì thời tiết xấu. Trung Quốc đạt thêm thỏa thuận ở Thái Bình Dương trước sự lo ngại của phương Tây. Mở đầu là tin tức liên quan tới Bắc Hàn. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình COVID-19. Trong 24 tiếng vừa qua, Bắc Hàn đã ghi nhận gần 90.000 người có triệu chứng sốt, giảm 20.000 người so với một ngày trước đó. Ngày 29 tháng 5, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp với giới chức hàng đầu của nước này, đánh giá về đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 đầu tiên. Theo các hãng truyền thông chính phủ Bắc Hàn, cuộc họp đánh giá tích cực về tình hình đại dịch đang được kiểm soát và cải thiện trên cả nước, thảo luận về những biện pháp chống dịch liên tục duy trì sự kiểm soát và ổn định. Trong 24 tiếng đồng hồ, Bắc Hàn đã ghi nhận gần 90.000 người có triệu chứng sốt, giảm 20.000 người so với một ngày trước. Tổng số người sốt được báo cáo ở nước này kể từ cuối tháng 4 tới nay là 3.36 triệu người, trong đó 3.15 triệu người đã khỏi và 203.000 người đang được điều trị. Trở lại cùng ngày 29 tháng 5, hãng thông tấn Kyodo dẫn nguồn tin cho biết Bắc Hàn đã dỡ bỏ những hạn chế di chuyển liên quan tới đại dịch COVID-19 ngay tại thủ đô Bình Nhưỡng. Sang tới Âu Châu, Nga tuyên bố sử dụng hỏa tiễn chính xác cao phá hủy kho vũ khí lớn của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hỏa tiễn chính xác cao đã phá hủy một kho vũ khí lớn của Ukraine tại Kryvyi Rog, khu vực Dnipropetrovsk. Những hỏa tiễn tầm xa có độ chính xác cao của lực lượng không quân Nga phá hủy một kho vũ khí lớn của Ukraine tại Kryvyi Rog ở khu vực Dnipropetrovsk. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga là Igor Konashenko cho biết rằng quân đội Nga phá hủy 183 máy bay chiến đấu, 1.049 phương tiện bay không người lái, 3.309 xe tăng, một số phương tiện bọc thép khác và 440 hỏa tiễn của Ukraine từ khi chiến dịch quân sự diễn ra vào tháng 2 năm nay. Phía Nga cho biết hệ thống phòng không của Nga bắn hạ máy bay tấn công Sukhoi của Ukraine ngay tại khu vực Dnipropetrovsk. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ giành lại mọi thứ từ Moscow và thời gian cho tới khi Ukraine được giải phóng ngày càng ngắn lại, cũng như việc Ukraine giành lại những thành quả của Nga chỉ là vấn đề thời gian. Tổng thống Ukraine cho biết tình hình Donbass đang rất khó khăn, nhất là ở khu vực như là Severodonetsk, Tikhansk hoặc là Bakhmut và Popasna. Và với tình hình Lugansk vô cùng trầm trọng như thế, Ukraine đã hối thúc phương Tây hỗ trợ thêm vũ khí tầm xa. Giao tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt, đặc biệt là tại Severodonetsk, thành phố lớn nhất của Ukraine mà vẫn kiểm soát ở khu vực Donbass. Thống đốc của Lugansk là Serhiy Gaidai cho biết, những vụ nã pháo diễn ra dữ dội tới mức không thể đánh giá được thương vong và tổn thất ngay tức thì. Hàng chục tòa nhà bị phá hủy trong thời gian qua. Tình hình chiến tranh leo thang vô cùng trầm trọng. Trong khi đó, chính phủ Ukraine hối thúc phương Tây cung cấp thêm nhiều vũ khí tầm xa để đảo chiều cuộc chiến hiện nay đã bước sang tháng thứ tư. Trận chiến giành lại khu vực thành phố nằm ở bờ đông của con sông Seversky Donetsk trở thành tâm điểm chú ý, giữa bối cảnh Nga củng cố những thành quả đạt được ở Donbass, khu vực gồm cả Lugansk và Donetsk. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết tình hình Donbass vô cùng nguy hiểm,
Song hàng rào phòng thủ của Ukraine đang được thiết lập ở một số nơi, trong đó có Severodonetsk và Lysychansk. Trong vụ máy bay mất tích ở Nepal, lực lượng cứu nạn phải quay trở lại vì thời tiết xấu. Cơ quan thời tiết quốc gia Nepal cho biết mây mù dày đặc bao phủ khắp cả khu vực Pokhara Junction liên tục suốt ngày. Đến thời điểm hiện tại, thời tiết xấu tiếp tục cản trở tới việc tìm kiếm máy bay của hãng hàng không tư nhân Tara Air của Nepal chở 22 người đã mất liên lạc với đài không lưu. Một số trực thăng được huy động tham gia tìm kiếm máy bay mất tích nhưng tầm nhìn bị giới hạn, khó quan sát được. Đại diện hãng hàng không Tara Susaran Batula cho biết máy bay của Tara Air cất cánh từ Pokhara tới Chomsom chở theo 19 hành khách vào 9 giờ 55 phút sáng và có 3 thành viên phi hành đoàn. Máy bay mất liên lạc 15 phút sau khi cất cánh. Trong số 19 hành khách có 2 người Đức, 4 người Ấn Độ, 13 người Nepal. Hiện nay, trực thăng cử đi tìm kiếm buộc phải quay trở lại vì thời tiết quá xấu. Mây mù đã bao phủ khắp khu vực này. Và đây là một địa điểm trekking nổi tiếng trên dãy Himalaya, cách Pokhara khoảng 20 phút đi máy bay. Theo nguồn tin cảnh sát, một đội tìm kiếm cứu nạn trên đất liền cũng được cử tới khu vực gần với đỉnh Dhaulagiri, nơi gần nhất xác định vị trí máy bay trước khi mất tích. Đây được coi là đỉnh núi cao thứ 7 trên thế giới, với độ cao trên 8.000 mét. Trung Quốc đạt thêm thỏa thuận ở Thái Bình Dương trước sự lo ngại của phương Tây. Sau Solomon, Samoa mới đây đã ký thỏa thuận song phương với Trung Quốc, hứa hẹn sự hợp tác lớn hơn trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng của Hoa Kỳ và đồng minh về nỗ lực của Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm một loạt các nước trong khu vực trước khi tham dự cuộc họp cấp ngoại trưởng tại Fiji vào ngày 30 tháng 5, thúc đẩy một tầm nhìn phát triển đầy tham vọng từ an ninh cho tới ngư nghiệp. Theo chính quyền Samoa, Thủ tướng Fianaume Mataafa và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp gỡ và thảo luận về một loạt vấn đề liên quan từ biến đổi khí hậu, đại dịch cho tới hòa bình và an ninh. Cũng giống như thỏa thuận đạt được trước đó với Solomon, Trung Quốc cam kết hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng thi hành pháp luật Samoa, tiếp tục cung cấp hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng cho những lĩnh vực khác nhau của nước này và một khuôn khổ mới cho những dự án hợp tác trong tương lai. Chi tiết của thỏa thuận và vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo bản dự thảo, thì Trung Quốc muốn ghi dấu ấn kinh tế và an ninh lớn hơn trong khu vực, vốn được coi là vô cùng quan trọng của lợi ích của Hoa Kỳ và đồng minh. Cùng thời điểm chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị Trung Quốc, tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 27 tháng 5 cũng cử Ngoại trưởng Penny Wong tới Fiji. Có thể nói, việc quần đảo Solomon tháng trước ký hiệp ước an ninh trên phạm vi rộng với Trung Quốc khiến cho Australia vô cùng bất ngờ và nước này không muốn một lần nữa bị rơi vào tình thế sự đã rồi. Thưa quý khán giả, như thường lệ, Tuy Nhà lại mời quý vị ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đã luôn đồng hành bảo trợ cho đài IBC sau đây. Kế đến đó, chúng ta sẽ quay trở lại để đến những bản tin liên quan tới việc không tìm được tiếng nói chung. Liên minh Âu Châu đã hạ tham vọng việc trừng phạt dầu mỏ của Nga như thế nào? Và Tổng thống Ukraine đã đi thăm tiền tuyến ra sao? Hải Phòng tháo dỡ biệt thự và nhà hàng xây trái phép trong tháng 6, cũng như là rác bủa vây khu vực biển Quảng Ngãi Vũng Tàu nhưng chưa có cách giải quyết. Và các nước đổ xô tích trữ vaccine đầu mùa khỉ, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi chia sẻ vaccine một cách công bằng hơn. Xin mời quý khán giả tiếp tục đón xem trên đài IBC. Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp chiều nay của đài IBC do Tuyết Nhà trình bày. Tuyết Nhà xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn quan tâm và ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại vừa qua. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho trang Facebook IBC TV và YouTube IBC TV Official bằng cách nhấn nút like và subscribe để đón xem rất nhiều những chương trình nổi bật hàng ngày. Trở lại bản tin liên quan tới y tế, nhiều nước đã đổ xô để tích trữ vaccine đầu mùa khỉ và Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi hãy chia sẻ vaccine công bằng. Nhiều nước Âu Châu bắt đầu tiêm chủng vaccine đầu mùa khỉ cho người dân trong bối cảnh số người nhiễm gia tăng.
Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, gần 200 trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ được báo cáo tại hơn 20 quốc gia trong đợt bùng phát dịch bệnh bất thường này. Tuy nhiên, cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc khẳng định thế giới sẵn sàng có công cụ kiểm soát dịch bệnh, đồng thời kêu gọi thiết lập kho dự trữ để chia sẻ công bằng vaccine và thuốc điều trị căn bệnh này. Anh đã tiêm 1.000 liều vaccine cho những ai tiếp xúc gần với những ca bệnh đầu mùa và sẵn sàng 3.500 liều khác trong trường hợp cần. Tại Pháp, đầu tuần này thông báo đang tiêm vaccine cho những nhóm người tương tự ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh ban khỉ. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn và nguy cơ tiềm ẩn những bệnh truyền nhiễm, giới chức y tế các nước đều vô cùng thận trọng với sự bùng phát dịch bệnh ban khỉ hiện nay, sẵn sàng kho dự trữ vaccine trong trường hợp diễn biến trầm trọng. Hãng công nghệ sinh học Bavarian Nordic của Đan Mạch, nhà sản xuất vaccine ngừa bệnh ban khỉ duy nhất trên thế giới, cho biết số lượng lớn các quốc gia đã liên lạc để đặt mua loại vaccine này. Không tìm được tiếng nói chung, Liên minh Âu Châu đã hạ tham vọng trừng phạt dầu mỏ của Nga. Ủy ban Âu Châu mới đây đã giảm nhẹ quy mô và mức độ của gói trừng phạt thứ 6 dự trù nhắm vào Nga, đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt mà nước này thực hiện tại Ukraine, và Ukraine cáo buộc đây là cuộc chiến tranh xâm lược nước họ. Theo đó, Hungary và những nước thành viên có thể tiếp tục mua dầu của Nga từ các đường ống dẫn. Điều này một lần nữa cho thấy thách thức mà Liên minh Âu Châu đối mặt trong việc giải quyết bàn giao với Nga, bởi khối 27 nước thành viên đã quá phụ thuộc vào khí đốt và dầu mỏ lẫn than đá của Nga trong thời gian qua. Theo đề nghị mới, lệnh cấm vận của Liên minh Âu Châu sẽ không bao gồm dầu mỏ và khí đốt được vận chuyển qua các đường ống, mà chỉ tập trung vào nguồn cung cấp qua đường tàu biển mà thôi. Điều này đồng nghĩa với việc Âu Châu chấp nhận giảm sức nặng của biện pháp trừng phạt duy trì mặt trận thống nhất của Liên minh Âu Châu trong cuộc đối đầu của Nga. Những nguồn tin tại Âu Châu cho biết các nhà ngoại giao Liên minh Âu Châu có thể đạt được sự thống nhất về đề nghị ngay trước cuộc họp Hội đồng Âu Châu khai mạc vào ngày nay. Là thủ tướng tại vị lâu nhất trong liên minh, nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orbán kiên quyết phản đối lệnh cấm đối với nhiên liệu thô và tinh chế của Nga. Ông cho rằng hành động như vậy là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế đất nước ông. Tổng thống Ukraine đến thăm tiền tuyến. Tổng thống Volodymyr Zelensky đến thăm lực lượng Ukraine trên chiến tuyến ở khu vực Kharkov, phía đông bắc của nước này. Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện bên ngoài khu vực Kiev từ khi Nga đã tấn công Ukraine ngày 24 tháng 2. Ông đã nói, quý vị đã liều mạng vì đất nước chúng ta và vì người dân chúng ta. Trang web của văn phòng Tổng thống Ukraine dẫn lời ông nói với những người lính và cho biết ông dành cho họ rất nhiều lời khen và quà tặng. Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Zelensky cho biết nhà lãnh đạo tới thăm thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ông đến xem những tòa nhà dân cư đã bị phá hủy và lưu ý những tòa nhà thay thế của họ phải được xây dựng với hầm trú bom tại chỗ. Sau khi không thể kiểm soát thủ đô Kiev của Ukraine trong giai đoạn đầu của chiến dịch, Nga đã chuyển trọng tâm sang Donbass ở khu vực miền đông. Bản tin Việt Nam, Hải Phòng tháo dỡ các biệt thự và nhà hàng xây dựng trái phép trong tháng 6. Toàn bộ những khu biệt thự, nhà hàng xây dựng trái phép trên đất nông trường Quý Cao ở Tiên Lãng, Hải Phòng từ 2015 trở lại đây phải tháo dỡ trong tháng 6 này. Chiều ngày 26 tháng 5, Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Tùng họp với giới chức huyện Tiên Lãng, giới chức các nơi nghe báo cáo về tình trạng vi phạm trong vấn đề sử dụng đất và phương án giải quyết tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Quý Cao. Ông Tùng yêu cầu Tiên Lãng phải xem xét trách nhiệm của giới chức lãnh đạo hai xã Đại Thắng và Tiên Cường, công ty Quý Cao và cơ quan chuyên môn để người dân vi phạm luật đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở kiên cố ngay trên đất nông nghiệp. Tiên Lãng cần phải hoàn thiện hồ sơ xử phạt đối với 16 gia đình vi phạm pháp luật đất đai từ năm 2015 tới nay, yêu cầu các hộ phải tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng. Nếu như không chịu tháo dỡ, họ sẽ tổ chức cưỡng chế trong tháng 6. Đối với những trường hợp vi phạm còn lại, giới chức sẽ lập hồ sơ của từng gia đình, phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành và hội đồng giải thể công ty Quý Cao để giải quyết. Trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm trầm trọng, đoàn kiểm tra sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát. Rác lại bủa vây khu vực biển Quảng Ngãi, Vũng Tàu.
hàng chục tấn rác trôi dạt vào bờ biển Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi gây ô nhiễm, và tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở bãi trước Vũng Tàu. Ngày 26 tháng 5, bên cảng cá Tịnh Kỳ, bờ biển thôn An Vĩnh dày đặc rác, ngoài ni lông, thùng xốp, chai nhựa, bao tải, còn có lốp xe, xác động vật, v.v. Rác thải dập dình bên mép sóng, quền vào bùn, chất thành nhiều lớp trên bờ cát bốc mùi hôi thối. Bờ biển thôn An Vĩnh và là Vũng Vịnh, bờ biển lõm nên rác ở nhiều nơi, trong đó có cửa biển Bình Châu dạt vào. Chưa kể rác từ ven sông Kinh và sông Bài Ca, theo dòng nước chảy xuống đều trôi về tập trung về đây. Mùa mưa nước lớn, rác đã tấp lên theo thủy triều. Khi gặp trời bão, rác còn đến tận cửa nhà, dòn hơn nửa buổi mới hy vọng hết. Đó là điều mà bà Hồ Thị Thu Hương, 77 tuổi sống gần bờ biển cho biết. Và mỗi lần đám cưới tiệc tùng đông, người dân ở đây chỉ làm lễ nhanh gọn ở nhà, rồi dời tiệc đến nhà văn hóa của thôn để tránh ô nhiễm. Trước tình trạng rác thải lên đến hàng chục tấn tấp vào bờ biển, đầu năm ngoái, chính quyền địa phương và công ty môi trường đưa xe xúc, xe thùng và cử gần 100 người dọn dẹp. Nhưng trong một thời gian ngắn thì đâu lại về đấy. Kế đến là tin cộng đồng. Quận Los Angeles sẽ có nhiều lựa chọn và tiếng nói cho cử tri tham gia bầu cử. Thưa quý vị, Los Angeles County đang có rất nhiều lựa chọn và nhiều mục tiếng nói khác nhau để phục vụ cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày thứ Ba, ngày 7 tháng 6 tới đây. Đó là thông báo do ông Arturo Carmona, đồng sáng lập Los Angeles Media Roundtable, đưa ra trong cuộc họp báo online vào ngày 25 tháng 5. Khi mở đầu họp báo, ông Carmona cho biết rằng mục tiêu là làm sao cho việc đi bầu cử càng dễ dàng thực hiện, càng tốt. Thực ra cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra khá tốt, có nhiều thông tin được đưa ra, nhiều người cũng bầu bằng thư. Trong khi đó, cơ quan bầu cử LA tạo mọi điều kiện để cử tri tiếp cận dễ dàng. Bà Nancy Yap thuộc Center for Asian American United for Self Empowerment cho biết, tại Los Angeles County dân số đa dạng và họ muốn tất cả quan tâm của mọi người phải được chú ý. Họ tìm cách tiếp cận cử tri thông dịch tài liệu bầu cử để hiểu những vấn đề của bầu cử kỳ này là vô cùng quan trọng, nhất là sau vụ vẽ lại địa hạt dân cử tiểu bang và liên bang. Trong khi đó, các tổ chức cộng đồng tạo ra nhiều dữ liệu để phục vụ cử tri tham gia bầu cử lần này. Còn bà Monica Flores thuộc cơ quan bầu cử Los Angeles County cho biết họ đang chuẩn bị rất nhiều phong bỏ phiếu để cử tri dễ dàng tham gia bầu cử. Kính thưa quý khán giả, bản tin cộng đồng vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp chiều nay của đài truyền hình IBC do Tuyết Nha trình bày. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài, đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin về sản phẩm và chương trình sale promotion, quý vị đừng quên liên lạc về số điện thoại quen thuộc 714-892-5717 để biết thêm chi tiết. Từ nhà xin kính chào tạm biệt và kính chúc cho quý vị vô lượng an lạc.